Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, theo quý vị, vận xui là như thế nào? Theo quan điểm của các nhà tâm linh học cho rằng, vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi người. Theo quan điểm của tử vi, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày 10 tháng 10 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí là tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Dần. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, vận trình tình cảm của người tuổi Dần lâm tương xung nên dễ xảy ra cãi cọ, giận hờn, ức chế. Nhân duyên khắc giới tuy tốt nhưng lại không biết tiết chế cảm xúc nên dễ để tuột mất. Thi thoảng bạn cũng nóng tính hay nổi nóng với người thân khiến mọi người xa lánh. Chuyện tình bạc cũng hung hiểm vì lâm cục diện kim mộc tương khắc. Con giáp này đi đâu cũng nên cất ví tiền, khóa xe cẩn thận kẻo bị kẻ gian lấy mất. Ra ngoài nhớ khóa cửa kỹ càng, phòng sơ hở kẻo bị lấy mất đồ đạc trong nhà. Ngày mới, đường công việc của người tuổi Dần có thiên tài chiếu nên những người làm tài chính, kế toán hoặc xổ số cực kỳ may mắn. Nếu cảm thấy dạo gần đây lương thưởng bị chậm thì hôm nay sẽ có tin vui. Nhiều bạn tuổi Mậu Dần, Bính Dần có thể mua một tờ vé số để thử vận may trong ngày của mình đến đâu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Tỵ. May mắn có lục hợp cục nâng đỡ nên tuổi này thu hút được khá nhiều người tốt đến với cuộc sống của mình. Những người xa quê thì hay được người khác giúp đỡ, chia sẻ vui buồn. Những giọt mưa nhỏ rơi mãi cũng đầy hồ nước lớn. Người sống tốt thì sẽ được phước dày. Hiện tại bạn trẻ tuổi này là con giáp ngại yêu đương, chỉ ham kiếm tiền, không ai có thể lừa được bạn. Hôm nay công việc của Tỵ lâm thiên quan nên nhớ phải tránh xa kiện tụ, pháp luật, chính quyền, kẻo lại gặp rắc rối to. Bạn là người nhanh nhẹn, uy nghiêm, thông minh nhưng đôi khi còn nóng nảy, bộp chộp nên dễ bị gây khó dễ, nhớ phải cẩn thận hết sức. Tuy nhiên đổi lại thì đường tài lộc kém may do cục diện hỏa khắc kim, vì muốn thể hiện bản thân nên chi tiêu hơi quá đà. Nếu tiết chế được điểm này thì không phải lo lắng gì hết, tài chính sẽ được đảm bảo tối đa nhất. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Về tài vận, do bị kiếp tài chi phối, tài lộc giảm sút nghiêm trọng, chi nhiều hơn thu, vẫn có khoản tiền kiếm được nhưng hầu như không giữ được, có rồi lại hết. Một vài giao dịch tài chính trong tháng cũng bị trì hoãn. Tháng này là tháng cô hồn, nhiều xui xẻo nên cũng không thích hợp để vay mượn tiền bạc. Đầu tư cũng không có lợi, bạn nên thận trọng với túi tiền của mình. Chuyện tình cảm trong tháng cũng gây không ít phiền lòng cho con giáp này. Mối quan hệ thiếu sự hài hòa, vợ chồng tranh cãi liên miên, các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh cảnh hờn giận. Người độc thân cũng cặm cụi với công việc, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ. Do ngũ hành hỏa khắc kim nên Ngọ rất bất hòa với người thân hoặc là dễ làm mất lòng bạn bè, đồng nghiệp chỉ vì tính cách cương nghị, thẳng thắn của mình. Trong khi mọi người nghĩ rằng bạn không hòa đồng nhưng thực ra là do bạn đang muốn tập trung làm việc hoặc ngại thể hiện cảm xúc mà thôi. Hãy thôi so sánh bản thân với người khác bởi những cái tốt đẹp mà người đời thể hiện ra ngoài chỉ là cái vỏ bọc. Bạn có tiền lương, đủ ăn, đủ mặc nhưng lại quá tham vọng. Đừng nhìn người ta giàu mà sốt ruột, đôi khi đó chỉ là cái vỏ bọc, còn bên trong chưa chắc đã bằng bạn.
Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Thân. Vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày giữa tuần va vào tỷ kiên nên rất chật vật, khốn đốn. Dù có năng lực nhưng đi làm hay bị đồng nghiệp, bạn làm ăn, cấp dưới gây khó dễ, chèn ép, nói xấu. Cùng cảnh đi làm như nhau nhưng không thông cảm lại còn giở trò làm khổ nhau. Tài lộc của bản mệnh trong tháng cũng đối mặt với nhiều sự bất ổn, thu nhập bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm. Đã vậy còn nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh, chi tiêu có phần eo hẹp hơn về cuối tháng. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, rõ ràng để tránh lãng phí và chủ động về tài chính. Tình hình sức khỏe tháng này của người tuổi Thân cũng giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên bị đau đầu, stress, mất ngủ, ăn uống kém ngon, lâu dài có thể bị sụt cân. Nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè thân thiết để được giải tỏa. Khi không có việc gì làm, hãy thoải mái tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi, chứ đừng ôm việc về nhà. Dạo gần đây, người thân hay phàn nàn vì bạn quá tham công tiếc việc, không lo chuyện gia đình hay chỉnh mảng chuyện trong nhà. Đừng để công việc ăn mòn cuộc sống của bạn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Dậu. Hôm nay tuổi Dậu lâm kiếp tài thì cẩn thận đồng nghiệp đều cáng, anh em làm ăn chung nói xấu bạn. Nhưng những lúc như vậy mà còn vẽ thêm việc cho mình là điều không nên. Cứ làm tốt việc của mình là đủ, còn những ai chỉ lo soi mói, chỉ trích bạn thì chẳng bao giờ tiến bộ nổi. Đừng tình cảm có tam hội nâng đỡ nên bản mệnh ăn nói được lòng người, tình duyên nở rộ. Bản mệnh biết cách gây ấn tượng với người khác về những điều mình có, tạo lòng tin để mọi người tin tưởng, đi theo và làm việc cho mình nên tin vui tha hồ tới. Tuy đứng ở vị trí có khá nhiều khó khăn và thử thách, nhưng con giáp này luôn tin vào năng lực của mình, sẵn sàng đối mặt với mọi trở ngại. Năng lực kiếm tiền của bạn không thua kém bất cứ ai, nên cứ tiến lên, làm ăn không cần đợi thời cơ, quan trọng là bạn có muốn hay không. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Hôm nay tuổi Hợi may mắn được thực thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá, đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng xơi lời càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ, nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm. Nhờ cục diện ngũ hành kim sinh thủy nên Hợi là con giáp sống biết điều, bình dị, ôn hòa, được mọi người yêu quý. Hôm nay những gia đình nào đi du lịch, có tiệc thì dễ gặp được người quen, lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi, vui vẻ nên làm gì cũng thấy may mắn. Tuổi Hợi cũng có cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập cho mình trong hôm nay. Người buôn bán kinh doanh nếu chớp được thời cơ thì buôn bán rất phát lộc. Tuy đối thủ cạnh tranh của bạn không hề dễ đối phó, nhưng bạn vẫn có thể giành được phần thắng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 10 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!